Và ngày hôm nay thì với kênh YouTube Nguyễn Thị Hẹn, mẹ Hẹn lại tiếp tục đồng hành với tất cả các ba mẹ trong chuỗi chương trình về số học theo trường phái của Pythagore. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với sóng rung động của một con số rất đặc biệt, đó là một con số mang sóng rung động 6. Nếu các cha mẹ nào chưa biết cách tính chỉ số được đời thì các ba mẹ vui lòng click vào phần mô tả của video này. Ở phía dưới phần mô tả sẽ có một cái đường link để chúng ta có thể xem lại cái video mà cách tính chỉ số đường đời và tại sao tầm quan trọng của chỉ số đường đời tác động đến cuộc sống của con ba mẹ hay chính các ba mẹ là gì. Rồi chúng ta cũng hiểu được một cách rất là tổng quan về một bài báo cáo số học để chúng ta biết được là chúng ta hiểu một cách toàn diện về con yêu của chúng ta. Nếu như mà nói về con số 6 thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về gia đình, về mái ấm, về cái sự nâng đỡ. Và bây giờ thì mẹ Hẹ muốn bật mí chúng ta về một cái hình ảnh để chúng ta liên tưởng tới con số 6. Với sóng rung động của con số 6 này thì chúng ta hãy nhớ về cho mẹ Hẹ về hình ảnh của một người mẹ mang bầu. Và nói tới cái sóng rung động con số 6 thì mẹ Hẹ có ghi ở trên này, đó là con chính là sứ giả của tình yêu. Chính xác là như vậy. Và tại sao mẹ Hẹ lại nói là sứ giả của tình yêu? Có thể đâu đó các ba mẹ sẽ được xem rất là nhiều các video clip hoặc là những cái sự liên tưởng nào đó. Thì chúng ta liên tưởng thế ai cũng được. Nhưng mà với quan điểm riêng cá nhân của mẹ Hẹ thì mẹ Hẹ lại hướng tới là hình ảnh của một người mẹ mang bầu. Mẹ Hẹ đặt cho một cái tên đó là sứ giả của tình yêu. Mẹ Hẹ thấy rằng là không có một cái tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người mẹ đối với con. Và rõ ràng rằng là khi mà mình mang đứa con của mình ở trong bụng ấy, cho dù có phải hy sinh vì con thì người mẹ đó cũng vẫn hy sinh. Có phải bao bọc che chở cho con thế nào đi chăng nữa thì người mẹ vẫn luôn luôn là cái người mà vĩ đại nhất, một cái hình mẫu của tình yêu. Đó là lý do mẹ Hẹ đã đặt cho cái con số 6 này với cái tên là sứ giả tình yêu. Tính chất của con số 6 mà mẹ Hẹ muốn chia sẻ với các ba mẹ, đầu tiên là chúng ta sẽ nói về sự quan tâm, nói về sự chăm sóc và nâng đỡ. Và nói về con số 6 thì chúng ta cũng sẽ luôn nói về sự trách nhiệm nữa. Tất cả chúng ta, những người làm cha làm mẹ, chúng ta đều có trách nhiệm với con cái của chúng ta. Chúng ta sinh con ra thì chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với con của mình. Và đương nhiên rồi, sự chu đáo, sự bảo vệ, sự bao bọc của người mẹ thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Và chúng ta cũng biết rằng là trong cái bản đồ số học ấy thì cái con số 6, nếu như sau này chúng ta theo dõi tiếp cái video mà của mẹ Hẹ thì chúng ta sẽ hiểu được, mẹ Hẹ sẽ hướng dẫn cho chúng ta là vì sao con số 6 nó lại nằm ở trên cái trục cao nhất, đó là cái trục về trí tuệ, về chiến lược, về tầm nhìn. Thế nên là không có cái vấn đề gì thắc mắc khi mà tại sao những người có con số 6 họ lại rất có một cái sự sáng tạo và có cái sự nghệ thuật rất là cao. Nói về ba con số về nghệ thuật thì mẹ Hẹ phải nói tới con số 3 này, con số 6 này và con số 9. Đây là ba con số nó hướng về sự nghệ thuật, hướng về sự sáng tạo và nó nằm ngay ở cái trục, đó là trục trí tuệ. Khi mà mẹ Hẹ nói tới con số 6 này, cái tính từ mẹ Hẹ muốn nói đó là về gia đình. Tại sao nói về gia đình? Bởi vì cái người con số 6 thì lúc nào cũng quan tâm rằng gia đình sẽ là số 1 và họ luôn luôn hướng về gia đình thôi. Lúc nào họ cũng rất là quan tâm tới gia đình đấy. Họ nghĩ rằng là đối với họ chỉ gia đình là quan trọng bậc nhất và họ cũng sẽ là hình mẫu của những bậc cha mẹ trong tương lai. Nói về con số 6 thì chúng ta cũng lại hướng tới cái sự bao dung và tận tụy ạ. Bởi vì những người con số 6 thì chúng ta biết là người mẹ mà lúc nào cũng đong đầy, lúc nào cũng vĩ đại, lúc nào cũng rất là bao dung, lúc nào cũng tận tụy hết mình cho con của mình. Thế nên không phải tự nhiên mẹ Hẹ lấy hình ảnh của người mẹ đâu để đưa vào đâu, bởi vì là hình ảnh của người mẹ là một cái hình ảnh đầy sắc màu để nói về những cái tính chất của con số 6 này. Và nói về con số 6 thì có một cái sự chín chắn, cái sự cầu toàn và cái sự rất là đáng tin cậy. Mẹ Hẹ cũng đã nói ở các video lần trước mà đường đời chính là bài học mà các con cần phải đi qua. Thế nên là với em bé con số 6 đường đời á, sau này các con sẽ đi qua bài học với sự chăm sóc này, cái sự che chở cho những người mình yêu thương này, sự tận tụy và đầy trách nhiệm ở trong gia đình cũng như là trách nhiệm với những người ở bên cạnh của con. Và cái sự trách nhiệm này nó còn nâng cao hơn rất là nhiều khi mà các con hướng đến cái sự trách nhiệm không chỉ cho bản thân mình đâu, cho gia đình của mình mà cho cả những người thân xung quanh của các ba mẹ nữa. Thế nên là các ba mẹ thân mến này, cái bài học rất là lớn ở trong hành trình cuộc đời này khi mà con mang sóng rung động số 6 thì với con cái nền tảng của gia đình luôn là quan trọng bậc nhất. Chúng ta nhớ điều này giúp cho mẹ Hẹ nhé. Có lẽ rằng là các cha mẹ sẽ nghĩ rằng là ủa ai mà chả quan tâm cho gia đình. Mẹ Hẹ hoàn toàn đồng ý với điều này, nhưng luôn luôn nó sẽ có cái thang điểm là
từ 1 đến 10 đúng không nào? Những em bé mà có cái sóng rung động con số 6 ở chỉ số đường đời, và sau này chúng ta sẽ biết rằng là kể cả những em bé mà có cái sóng rung động ở chỉ số nội tâm á, đó là những khao khát của các con. Vào các video tiếp theo này sẽ chia sẻ cho các ba mẹ, thì các ba mẹ sẽ thấy là với con lúc nào các con cũng đau đáu ở bên cạnh gia đình, lúc nào cũng đau đáu là làm sao cho gia đình của mình được ổn nhất. Đấy là cái đặc tính của em bé số 6 đấy. Thế nên với con, những em bé mà sống động con số 6 này thì cái nền tảng của các con về gia đình là quan trọng bậc nhất. Cho dù con có làm gì đi chăng nữa thì con cũng vẫn luôn hướng về gia đình, hướng về tổ ấm của chính mình. Tuy nhiên á, chúng ta cũng phải hiểu rằng là gì, có một cái điểm rất là nhỏ nhỏ với em bé số 6 của chúng ta và chính các ba mẹ nào mà có con số 6 nữa, vì chúng ta rất là quan tâm, rất là nâng đỡ, rất là yêu thương, rất là tận tụy, rất là chăm sóc, nên đôi khi chúng ta hay bị tình trạng bao bọc con. Và khi mà chúng ta bao bọc nhiều quá, cái đứa trẻ của chúng ta sẽ rất khó để có thể tự lập. Mà mẹ hệ muốn nhắc nhở các ba mẹ nào có con số 6 nha, ở chỉ số đường đời, thì vui lòng hãy thả ra một chút xíu được không ạ? Chúng ta đừng có ôm đồm quá nhiều, chúng ta đừng bao bọc quá nhiều, để con của chúng ta sẽ được trưởng thành hơn, độc lập hơn. Và với sóng rung động của con số 6 thì đây chắc chắn rồi là những em bé mà đi qua cái bài học đường đời là cái sự sáng tạo. Thế nên bản thân của con ấy là một em bé vốn dĩ đã rất là sáng tạo, nhưng các cha mẹ cần phải tạo điều kiện và môi trường để các con được bung lụa tất cả những cái sự sáng tạo này lên. Môi trường của chúng ta thì sẽ quyết định nên tư duy của bất kỳ một đứa trẻ nào. Nếu mà đứa trẻ được nhúng trong một môi trường rất là tốt qua những cái tiên chất vừa rồi mẹ hệ vừa chia sẻ, thì các con và các ba mẹ sẽ trở thành những em bé số 6 rất tuyệt vời, và các con sẽ đi qua hành trình đường đời của mình một cách đầy tốt đẹp. Con là những em bé mà sau này sẽ hướng tới gia đình. Thế nên là với con á, các con luôn hướng tới cái sự thuận hòa ở trong gia đình. Nếu như gia đình mà nó không được hòa thuận ấy, thì đối với những em bé con số 6 á, các con sẽ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường ở trong gia đình rất là lớn. Vậy nên là với những em bé mà có sóng rung động con số 6 như thế này, thì các bà mẹ thân mến này, chúng ta hãy thực sự chăn tưới về mái ấm trong gia đình của mình. Bởi vì á, hòa khí á, thì sinh tài. Đấy là cái điều mẹ muốn chia sẻ, đặc biệt là với em bé có con số 6. Có rất là nhiều các gia đình chúng ta đang quan tâm đến cuộc sống là đi làm này, về vật chất này, về cơm áo gạo tiền này, nhưng chúng ta lại không dành thời gian quá nhiều cho gia đình, dẫn tới cái việc là gia đình của chúng ta đôi khi lại không hiểu nhau, nên là gia đình chúng ta hay bị gãy vỡ về mối quan hệ. Có thể là sự mất kết nối giữa mẹ và ba, có thể là sự mất kết nối của chính ba mẹ với con cái luôn, nhất là ở những cái tuổi mà độ tuổi khoảng độ từ 11 tuổi trở lên ạ. Và đặc biệt nghiêm trọng khi các con bước sang tuổi 13. Đây là cái tuổi mà gọi là teenager, tức là cái tuổi mà các con bước vào một cái giai đoạn, đó là tuổi teen ạ, từ 13 tuổi trở lên. Thì lúc này á, cái cá tính của các con sẽ thể hiện một cách rất là rõ nét, và cái sự ảnh hưởng với môi trường, về bạn bè của các con rất là mạnh. Nên nếu như các cha mẹ không biết đồng hành với các con á, thì các con sẽ bị gãy vỡ về mối quan hệ giữa ba mẹ và các con, rồi các con sẽ cảm giác thì không được yêu thương, không được thấu hiểu, và dẫn tới là rất là nhiều các con bị mất kết nối với bố mẹ. Thực ra với em bé con số 6 thì các con sau này sẽ giữ cho cái hòa khí ở trong gia đình rất là tốt. Vậy nên nếu ba mẹ mà có em bé con số 6 ở trong cuộc sống này, hoặc là chính các ba mẹ là con số 6, thì chúng ta hãy nhớ một cái thông điệp rất quan trọng như sau nha. Lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất và nhìn con sửa mình. Thế nên không ai khác, chúng ta là người phải làm gương cho em bé số 6 để các con có thể nhìn thấy hình tượng của các cha mẹ mà làm tấm gương cho con cái của mình. Chúng ta không thể nào bắt một đứa trẻ đó trở nên thành công nếu như các ba mẹ không thành công. Chúng ta không thể áp đặt cho một đứa trẻ và hướng dẫn con của các ba mẹ về một cái công việc nào đó mà khi chúng ta hoàn toàn chưa bao giờ làm được. Vậy nên các ba mẹ chỉ có thể trao truyền, đồng hành với con những thứ mà các ba mẹ có. Còn các ba mẹ không có thì các ba mẹ không thể nào có thể cho con của chúng ta được đâu ạ. Vậy nên chính các ba mẹ phải rèn luyện về con số 6 này rất là nhiều, để chúng ta tạo nên mái nhà, tạo nên mái ấm, tạo nên hòa khí. Đó chính là tấm gương, đó chính là cái nền, đó chính là một cái móng để mà con của các ba mẹ sau này nhìn về đó mà hướng về.
Và bây giờ mẹ Hẹ sẽ xin chia sẻ cho các ba mẹ một cái hình ảnh của chính gia đình nhà mẹ Hẹ thôi nhé. Mẹ Hẹ thì có rất là nhiều con số 6 ạ, thế nên là mẹ Hẹ muốn chia sẻ chính cái gia đình của nhà mình, chứ cũng không muốn là lấy vào gia đình của ai khác. Đây là một cái hình ảnh mà mẹ Hẹ dẫn con của mình đi chơi ạ, để nuôi dưỡng tâm hồn của con. Và rõ ràng rằng em bé Mina của mẹ Hẹ là một em bé có con số 6 ạ. Thế nên á, trong gia đình của mình á, mẹ Hẹ với lại ba Duy luôn luôn nghĩ rằng cha mẹ là người thầy đầu tiên và vĩ đại cho con. Và mẹ Hẹ với ba Duy phải thực sự là đồng tâm, hợp lực và cùng chí hướng với nhau để có thể đồng hành với con gái của mình. Vốn dĩ một cái đứa trẻ nó sinh ra thì nó đã rất là thuần khiết với các ba mẹ ạ. Vậy thì cái việc còn lại của chúng ta thôi đó là nuôi dưỡng cái sự thuần khiết đó của con. Một cái đứa trẻ nó cần có một cái mái ấm gia đình tốt, nó cần phải được chăm sóc và nuôi dưỡng để nó phát huy đúng được cái tinh thần của con số 6, đó là con số của sự quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng và hòa khí trong gia đình. Thì mẹ Hẹ cũng như ba Duy liên tục cho con của mình để có thể đi chơi đây đó, để kích hoạt được cái tâm hồn, kích hoạt được sự nuôi dưỡng, chăm sóc. Cái sự chăm sóc này không nhất thiết chỉ là trong gia đình của mình đâu, mà nó còn là với muôn vật, muôn loài. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng một cái tâm hồn của trẻ thật là trong sáng, thánh thiện. Thì đấy là nhiệm vụ mà chúng ta cần phải đồng hành với con ở trong cuộc sống này. Thật sự á, một cái điểm rất là quan trọng về cái con số 6, mẹ Hẹ có hỏi một cái câu hỏi trong này là: chúng ta có muốn con của chúng ta sau này hiếu thảo với mình không? Bởi vì em bé con số 6 là em bé của gia đình. Mà nói đến gia đình thì luôn luôn chúng ta có một cái từ rất quan trọng đầu tiên, đó là sự hiếu thảo. Trong những cái chương trình giải pháp á, mẹ Hẹ có nói như thế này này. Mẹ Hẹ hỏi cha mẹ một câu hỏi và trong cuốn sách này mẹ Hẹ cũng có ghi ạ. Mẹ Hẹ nói với các ba mẹ rằng là: vậy thì tới cái ngày sinh nhật của mình ý, các ba mẹ thường làm gì? Có rất là nhiều các ba mẹ nói là thì em tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, hoặc là em tổ chức ở gia đình thôi cho ấm cúng, em tổ chức một bữa ăn rất là đơn giản thôi, chồng em cũng có thể là mua một bó hoa, hoặc là cũng có khi thì chồng em không mua gì hết, nhưng mà em vẫn tổ chức ở trong gia đình để cho con cái được cảm giác thấy là ấm cúng và ghi nhận về bố mẹ. Điều đó rất là tuyệt vời đúng không nào? Nhưng mẹ Hẹ quay ngược lại, mẹ Hẹ nói với các ba mẹ này, có khi nào đến ngày sinh nhật của mình ấy thì mình mua một bó hoa về và mình tổ chức sinh nhật để biết ơn người đã sinh ra mình không? Đấy là một câu hỏi mà rất là lớn trong cuộc đời. Mẹ Hẹ muốn các cha mẹ ngày hôm nay nghe được video này cần phải cảm nhận về nó. Lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất và nhìn con sửa mình. Chúng ta rất muốn con của chúng ta sau này lớn lên hiếu thảo, biết quan tâm, chăm sóc của đúng em bé con số 6 đúng không nào? Vậy thì chính chúng ta phải là người làm gương ạ. Chúng ta có muốn rằng con của chúng ta đến ngày sinh nhật của nó quay về nhà mình và nó nói: mẹ ơi, con rất biết ơn mẹ, con rất biết ơn ba, bởi vì ngày này mẹ đã rất vất vả, mẹ đã rất mang nặng đẻ đau để sinh con ra được trong cuộc sống này không? Nếu mà có thì các ba mẹ cần phải làm điều này. Và mẹ Hẹ muốn bật mí cho các ba mẹ điều đó, để bắt đầu từ ngày hôm nay nhé. Khi chúng ta có em bé số 6 ở trong gia đình, chúng ta không phải chỉ em bé số 6 không, mà tất cả điều này thì các ba mẹ khác cũng đều có thể thực hiện được. Hãy quay về với bố mẹ của mình, biết ơn đấng sinh thành của mình một cách đầy sự chân thành.